cùng các bạn làm quen với một chiếc xe trước thôi nha. Đó là hoàng thiên thần tốc, đây chính là dòng xe sức mạnh nâng cấp, khác với dòng tốc độ có thiết kế thon gọn, dòng cân bằng có bánh trước bám mặt đường, dòng sức mạnh là có thiết kế bánh trước một tối giản. Hoàng thiên thần tốc có bánh trước chân ngắn nhưng hai bánh trên và dưới sự chênh lệch nhau một khoảng cách. Đầu xe hạ thấp hơn tránh được sức cản của gió, khiến cho việc leo dốc thẳng đứng chỉ là chuyện nhỏ. Ở phần bánh sau, rãnh trên vỏ lớp xe cũng hàng sâu hơn, giúp bám đường kết hợp với thiết kế vuông vức góc cạnh, tạo thành một khối thống nhất khiến đầu xe nâng lên thuận lợi mà không làm giảm tốc độ khi leo thẳng dốc 90 độ. Mặc dù kiểu dáng pin và động cơ không có gì khác so với những dòng khác, nhưng năng lượng pin và tốc độ quay của động cơ đã có những cải tiến giúp xe chạy lâu hơn mà vẫn giữ nguyên tốc độ. Kiểu dáng của xe mạnh mẽ như một con mãnh thú chuẩn bị bước vào một cuộc rượt đuổi con mồi. Giờ chúng ta hãy cùng thử sức trên đường đua nha. Đúng là sức mạnh đã được nâng cấp. Các bạn có thể thấy xe dễ dàng đã được chuyển động từ thẳng đứng với tốc độ chóng mặt. Ngầu quá đi. Chắc hẳn sau khi làm quen với sức mạnh mới này, bạn nào cũng muốn thử sức mình để những đường đua thử thách phải không nào? Các bạn hãy đến ngay các cửa hàng My Kingdom để cùng trải nghiệm.